Xin chào mừng tất cả các em học sinh đến với tiết học mỹ thuật trực tuyến môn mỹ thuật lớp 2 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúc các em chăm ngoan, học giỏi và tuân thủ 5K để phòng tránh dịch bệnh Covid. Trước khi vào bài học, cô và các em hãy cùng nhau khởi động qua một đoạn clip ngắn sau đây nhé. Vừa rồi các em đã được xem một clip ngắn, trong đấy diễn tả một cảnh đi học rất là nhộn nhịp của các bạn học sinh, đúng không? Và hôm nay cô và các em vẫn học chủ đề 2, đường đến trường em. Chúng ta sẽ học bài 3, cổng trường nhộn nhịp. Để tiết học của chúng ta chuẩn bị tốt hơn thì các em cần có cho cô những dụng cụ vẽ sau đây. Một cuốn vở bài tập mỹ thuật để chúng ta có thể thực hành bài vẽ lên trên cuốn vở đấy. Hoặc các em có thể chuẩn bị cho cô một tờ giấy trắng A4, một bộ màu vẽ, một gom tẩy và một cây bút chì. Mục tiêu bài học ngày hôm nay đó là các em bước đầu chỉ ra được cách kết hợp nét, hình, mảng để tạo được sản phẩm mỹ thuật về cảnh vật và hoạt động trước cổng trường theo hình thức vẽ. Các em biết kể tên được một số màu đậm, màu nhạt và nêu được cách phối hợp màu đậm, màu nhạt trong sản phẩm mỹ thuật. Các em biết nêu được cảm nhận của mình về các sản phẩm mỹ thuật. Và qua bài học này, các em biết yêu quý trường lớp, yêu quý thầy cô và bạn bè. Các em ạ, bài học của chúng ta sẽ gồm có 5 hoạt động. Hoạt động 1, khám phá. Hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Hoạt động 4, phân tích đánh giá. Hoạt động 5, vận dụng phát triển. Và sau đây, cô mời các em cùng nhau đến với hoạt động đầu tiên nhé. Sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau đến với hoạt động 1, khám phá. Các em hãy quan sát cô có 4 hình ảnh ở bên và trả lời cho cô các câu hỏi sau đây nhé. Em hãy tìm đâu là hình ảnh các bạn học sinh đi học và đâu là hình ảnh các bạn học sinh tan học. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra ở hình số 1 và hình số 4, đó là cảnh diễn tả các bạn học sinh được ông bà cha mẹ đưa chúng ta đi học, phải không các em? Còn hình ảnh số 2 và hình ảnh số 3 đó là diễn tả những hoạt động sau khi các em tan học được ông bà, cha mẹ đi làm về và đứng đợi chúng ta tan học. Và em hãy trả lời thêm cho cô câu hỏi sau đây. Các em hãy nhớ lại trước và sau tan học, cổng trường thường diễn ra hoạt động gì? Trước và sau khi tan học thì cổng trường diễn ra sự nhộn nhịp, đó là
có các phương tiện giao thông của các bậc phụ huynh đưa chúng ta đi học, hay có thể là chúng ta thấy hình ảnh số 2 và số 3 thì diễn tả cảnh nhộn nhịp của với các phương tiện giao thông của cha mẹ đang đứng đợi ở phía ngoài cổng trường để chờ chúng ta tan học về. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu các hoạt động diễn ra ở cổng trường nhé. Em hãy quan sát một số hình ảnh ở dưới và trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Khi đến trường, các em gặp ai ở cổng trường? Và khi gặp ai ở cổng trường, chúng ta thường làm gì? Khi đến trường, người chúng ta gặp đó là các bác, các chú bảo vệ, hay chúng ta gặp thầy giáo, cô giáo đang cầm cho trên tay những cái chai cồn hay những cái máy đo thân nhiệt để chờ chúng ta đứng xếp hàng kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn cho chúng ta vào cái mùa dịch bệnh Covid này. Việc đầu tiên các em cần phải làm đó là khoanh tay cúi đầu lễ phép chào hỏi bác bảo vệ, chú bảo vệ hay thầy cô giáo nhé các em. Ngoài ra, chúng ta còn được gặp bạn bè thì các em có thể là vẫy tay chào các bạn hay là chúng ta nở những cái nụ cười thật tươi để chào bạn bè của mình nhé. Các em hãy quan sát, ở đây cô muốn giới thiệu đến với các em đó là hình ảnh của một số các cái cổng trường mà chúng ta thấy ở Việt Nam mình. Thì trường học phía ngoài bao giờ cũng có một cái biển rất là to thể hiện dòng chữ đó là tên của một cái trường học, như là trường tiểu học này, trường trung học cơ sở hay trường trung học phổ thông. Rồi chúng ta có thêm những cái dòng chữ nhỏ ở phía trên thể hiện đó là trường đấy của phòng giáo dục và đào tạo ở quận nào, và ở phía dưới cùng thì sẽ có những cái dòng chữ nhỏ đó là địa chỉ hay là số điện thoại của trường. Phía ngoài của cổng trường ở hai bên tường thì các em thấy thường được treo những cái băng rôn, những cái câu khẩu hiệu như là cổng trường xanh sạch đẹp này, hay là những cái khẩu hiệu về an toàn giao thông để giáo dục đến cho tuyên truyền đến cho phụ huynh và học sinh. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau đến với hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Hoạt động này, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu các bước vẽ một bức tranh cổng trường nhộn nhịp. Để vẽ được một bức tranh cổng trường nhộn nhịp thì chúng ta sẽ thực hiện theo 4 bước. Bước 1, các em sẽ vẽ một số những cái hình tròn to nhỏ khác nhau lên trên tờ giấy trắng. Bước 2, các em hãy tưởng tượng và vẽ dáng người từ các hình tròn. Bước 3, các em vẽ thêm hình thể hiện quang cảnh xung quanh của cổng trường như là cây cối, các em có thể vẽ thêm như là hình ảnh những ông mặt trời và đám mây, và các em vẽ thêm chi tiết lên trên trang phục quần áo của các bạn học sinh. Bước 4, các em vẽ màu để hoàn thiện sản phẩm của mình nhé. Sau đây, cô xin mời các em cùng quan sát một clip ngắn về cách vẽ cổng trường nhộn nhịp nhé.
Vừa rồi cô và các em cùng nhau tìm hiểu về cách vẽ một bức tranh cổng trường nhộn nhịp. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Các em hãy thực hành làm cho cô câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2 trong vở bài tập mỹ thuật lớp 2, trang 14 và trang 15. Xin mời các em cùng quan sát một số những cái bài vẽ tham khảo diễn tả cảnh cổng trường nhộn nhịp. Các em thấy các nhân vật ở trong các bức tranh trên như thế nào? Chúng ta dễ dàng nhìn thấy với những cái khuôn mặt rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn học sinh và đang rất là mừng rỡ sau những cái thời gian giãn cách rất là dài vì Covid thì được gặp nhau ở cổng trường tay bắt mặt mừng rất là vui vẻ đúng không nào? Khi vẽ tranh, các em nên tô kín những màu nền và chúng ta diễn tả lên trên bức tranh của chúng ta những cái đường nét, những cái mảng màu để cho bức tranh đẹp hơn và có chiều sâu. Thì các em hãy vẽ màu có màu đậm, màu nhạt để thể hiện bài vẽ của mình đẹp hơn nhé. Chúng ta cùng nhau đến với hoạt động 4, phân tích đánh giá. Sau khi thực hành xong bài vẽ của mình, em hãy nêu cảm nhận của em về bài vẽ. Em thấy cách sắp xếp các vị trí nhân vật trong bức tranh của em đã phù hợp chưa? Em tô màu đã kín và đều màu chưa? Nếu đẹp rồi thì em hãy chụp lại sản phẩm của mình và gửi lại cho cô nhé. Cô và các em cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng, hoạt động 5, vận dụng phát triển. Các em có thể quan sát lên trên hình ảnh của cô chiếu trên bài giảng hay là các em có thể quan sát ở trong sách giáo khoa của mình trang số 29. Đây là một bức tranh dân gian nổi tiếng với tác phẩm Trẻ con chơi rồng rắn thuộc dòng tranh dân gian hàng chống và hiện được đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Với chất liệu ở đây là khắc gỗ và phẩm màu. Thì chúng ta thấy ở trong tranh diễn tả cảnh các bạn học sinh đang trong một cái lớp học đang cùng nhau chơi rồng rắn rất là nhộn nhịp và đáng yêu đúng không các em? Các em ạ, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin chúc tất cả các em một ngày học thật vui vẻ, chúc các em khỏe, mạnh và luôn bình an trong mùa dịch Covid này. Các em hãy tuân thủ 5K để phòng tránh dịch bệnh Covid nhé.